Mỗi thiết kế sẽ được hình thành từ rất nhiều ý tưởng khác nhau, và mỗi ý tưởng đó đều có rất nhiều phương án được đưa ra, và việc hiệu chỉnh mỗi ý tưởng đó là điều không thể tránh khỏi. Do đó, điều tuyệt vời nhất trong phần mềm là có một quy trình đồng bộ trong suốt quá trình từ thiết kế cho tới gia công. Theo truyền thống, ở mỗi công đoạn mình sẽ phải sử dụng một phần mềm khác nhau. Riêng mỗi phần mềm lại đến từ một hãng riêng biệt. Do vậy, bạn phải chịu đến 4 lần chi phí chỉ riêng cho phần mềm. Độ phức tạp là điều hiển nhiên khi bạn sử dụng nhiều hãng và giao diện sẽ khác nhau, cũng như phong cách thiết kế và làm việc cũng khác nhau. Trong video này, chúng tôi chỉ giới thiệu đến bạn một phương án khác mà ở đó bạn chỉ cần sử dụng phần mềm của một hãng duy nhất với chi phí không đến một nửa phương án truyền thống, và tất nhiên dễ sử dụng là điều tiên quyết. Trên hết, đây là một quy trình đồng bộ cực kỳ chặt chẽ được cập nhật ở các bước. Mời bạn cùng theo dõi video. Phần mềm đầu tiên tôi muốn giới thiệu đó là phần mềm nổi tiếng nhất trong ngành kỹ thuật, AutoCAD. Với AutoCAD, tôi có thể tạo ra những bản vẽ kỹ thuật rất chính xác và quản lý dễ dàng. DRG của AutoCAD là định dạng thông dụng nhất. Bạn có thể nhận định dạng này từ đối tác hoặc cộng sự. Thiết kế trên nền tảng 3D chính là xu thế của hiện tại và tương lai. Tất cả các mô hình trở nên trực quan và chính xác hơn, hạn chế rất nhiều sai sót. AutoCAD Inventor Professional là phần mềm thiết kế 3D cơ khí chuyên nghiệp của AutoCAD. Bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một thiết kế ngay trên nền tảng 3D. Tuy nhiên, trong video này tôi muốn thể hiện cho bạn thấy sự đồng bộ giữa AutoCAD Inventor. Các mô hình 3D trên Inventor là mô hình dựa trên tham số. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước, tạo ra các tài liệu kỹ thuật, mô phỏng lắp ghép, tạo bom và là cơ sở cho các bước tiếp theo như render hình ảnh hoặc gia công. Tôi sẽ chia sẻ đến bạn kỹ hơn về các lý do chuyển đổi từ 2D lên 3D trong một video khác. Còn bây giờ, chúng ta đi đến bước render hình ảnh phục vụ cho công tác tìm kiếm hoặc marketing. Khi bạn muốn gửi một mô hình đến khách hàng hoặc trình diễn cho công tác marketing, rendering là một cách thức để các bạn có thể đưa mô hình của bạn đến gần với thực tế nhất. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một phần mềm nổi tiếng khác của hãng AutoCAD, đó chính là 3D Smart, một trong những phần mềm thông dụng nhất trong ngành công nghiệp, đồ họa, giải trí. Từ mô hình 3D của phần mềm Inventor, bạn sẽ dễ dàng có được mô hình tương ứng trong phần mềm 3D Smart với sự đồng nhất của vật liệu và ràng buộc chuyển động. Việc của bạn bây giờ chỉ đơn giản là setup ánh sáng cũng như là bối cảnh để có thể tạo được những bức hình chân thực nhất cho sản phẩm của mình. Có rất nhiều phương pháp để đưa một sản phẩm từ mô hình 3D cho đến thực tế. Trong đó, phương pháp thông dụng nhất là gia công bóc tách vật liệu để tạo hình từ một khối vật liệu thô với sự hỗ trợ của máy CNC. Trên thị trường, phần mềm lập trình gia công hiện nay hay còn gọi là phần mềm CAM có rất nhiều giải pháp và lựa chọn được trải dài ra các phân khúc cũng như ứng dụng khác nhau. Nhưng với Inventor CAM, AutoCAD cung cấp cho người dùng một giải pháp CAM đồng bộ hoàn hảo cho Inventor, một công cụ thiết kế hàng đầu trên thị trường. Bên cạnh đó, Inventor CAM cũng cung cấp đầy đủ các tính năng lập trình từ file 2.5D đến 3D và còn có thể lập trình file 50 đồng thời bên cạnh các tính năng lập trình cho máy tiện. Hơn nữa, giao diện quen thuộc của Inventor và cách thiết lập đường chạy giao đơn giản giúp giảm thiểu thời gian làm quen và nhanh chóng ứng dụng phần mềm vào sản xuất. Trong quá trình sản xuất, việc thay đổi thiết kế và kích thước của chi tiết là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với Inventor CAM, người gia công có thể cập nhật các điều chỉnh này và tiếp tục lập trình gia công mà không cần thực hiện lại các thao tác tốn thời gian. Vậy là chúng ta đã đi qua 4 phần mềm của phương án mà chúng tôi giới thiệu đến bạn. Đó chính là AutoCAD, Inventor, 3D Smart và Inventor CAM. Tất cả đều thuộc hãng AutoCAD, bạn có thể dễ dàng thấy được sự đồng bộ tuyệt đối của các phần mềm với nhau. Và còn thú vị hơn thế nữa, cả 4 phần mềm này đều nằm trong bộ sản phẩm duy nhất, đó chính là Product Design and Manufacturing Collection, bộ sản phẩm với hơn 14 phần mềm khác nhau. Và chi phí để sở hữu bộ sản phẩm này chắc chắn sẽ thấp hơn chi phí để bạn mua hai sản phẩm bất kỳ. Thật hấp dẫn phải không? Bạn có thể ấn vào đường link bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết về bộ sản phẩm BDMC hoặc liên hệ trực tiếp đến OneGap Việt Nam. Chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và đưa ra những giải pháp phù hợp và tốt nhất cho bạn.
Thank you.